Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình chia VLAN trên router MikroTik. Mình sẽ sử dụng một mô hình gồm một router MikroTik, Gateway và DHCP sử dụng cho các VLAN mình sẽ cấu hình trên MikroTik. Bên dưới mình có hai switch. Các switch này chỉ là switch layer 2 để chúng ta check xem các PC bên dưới có nhận được IP thuộc VLAN theo đúng cấu hình hay không thôi. Nên trên các switch này chỉ có cấu hình access và trunking. Trong mô hình này thì mình sẽ có hai VLAN là VLAN 10 và VLAN 20 với các giải IP tương ứng. Trên router MikroTik thì cổng 2 và cổng 3 sẽ là các cổng trunking để nối xuống switch. Cổng 4 access VLAN 10 và cổng 5 access VLAN 20. Trong thực tế thì hầu hết nhu cầu cấu hình VLAN trên MikroTik chỉ có vậy. Nếu khác thì chỉ khác là các bạn sẽ có nhiều VLAN hơn và số lượng cổng trunk access cũng khác thôi. Còn về phần cấu hình về VLAN sẽ giống như mô hình này. Các bạn chỉ cần xác định đúng cổng nào là trunking, cổng nào là access là được. Ok, mình sẽ đi vào chi tiết cấu hình. Đầu tiên, cả 4 cổng này đều sẽ là access hoặc trunking cho hai VLAN. Do vậy, đầu tiên chúng ta cần phải tạo một bridge để ép 4 cổng này vào. Các bạn vào menu bridge. Nhấn dấu cộng để tạo. Nhập tên cho bridge, mình sẽ đặt là bridge LAN. Chuyển sang tag VLAN. Đối với các mô hình mà các bạn chỉ có cổng trunk để kết nối xuống switch, ví dụ chỉ có cổng 2 và 3 như mô hình của mình, thì chúng ta có thể bỏ qua phần này. Tuy nhiên, trong mô hình của mình, ngoài hai cổng trunk này thì còn có thêm hai cổng 4 và 5 đang là cổng access VLAN. Do vậy thì các bạn sẽ cần phải enable VLAN filtering lên. Các bạn cần phải lưu ý phần này nhé. Nếu mô hình chỉ có các cổng trunking như cổng 2 và 3 thì chúng ta có thể không cần bật VLAN filtering. Còn nếu có hỗn hợp cả cổng trunk và access thì chúng ta sẽ cần phải bật lên. Sau khi tạo xong thì các bạn chuyển sang tab port. Chúng ta sẽ ép 4 cổng này vào bridge vừa tạo. Các bạn nhấn dấu cộng. Interface chọn cổng 2. Bridge chọn bridge LAN. Nhấn apply. Chọn copy để tạo cho cổng 3. Interface chọn cổng 3 và nhấn apply. Tiếp tục chọn copy để tạo cho cổng 4. Cổng 4 sẽ là cổng access VLAN 10, do vậy các bạn sẽ cần phải cấu hình VLAN cho cổng này. Chuyển sang tab VLAN. Nhập VVID là 10. Tương tự cho cổng 5. Cổng 5 là access VLAN 20 nên các bạn sẽ cấu hình PVID là 20. Các bạn lưu ý phần VLAN ID nhé. Đối với cổng trunk, trong mô hình của mình sẽ cấu hình mặc định là native VLAN 1 nên các bạn để cấu hình mặc định PVID là 1. Còn với hai cổng access tương ứng thì chúng ta sẽ cấu hình PVID tương ứng. Chuyển sang tab VLAN. Khi chúng ta bật VLAN filtering lên thì sẽ có thông tin cổng tag và untag ở đây. Tuy nhiên nó chỉ có các cổng untagged. Chúng ta sẽ cần phải cấu hình lại các cổng tagged và untagged. Các bạn nhấn dấu cộng để thêm. Bridge chọn bridge LAN. VLAN ID nhập VLAN 10. Tagged chọn cổng Ether 2 và Ether 3 vì hai cổng này sẽ tương ứng với cổng trunking. Chúng ta cũng phải tag cả bridge LAN interface vào VLAN 10. Nếu các bạn không tag cổng bridge vào thì mạng sẽ không thông được. Cổng Ether 4 sẽ là cổng access VLAN 10 nên các bạn chọn cổng Ether 4 trong mục untagged. Nhấn apply. Tương tự chúng ta sẽ cấu hình cho VLAN 20, các bạn chọn copy. VLAN ID sẽ là 20. Các cổng target của VLAN 20 thì cũng giống như VLAN 10, bao gồm cổng 2, 3 và bridge LAN. Cổng untagged sẽ là cổng 5.
Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo hai interface VLAN 10 và 20 để cấu hình IP làm gateway cho hai VLAN này. Các bạn vào menu Interface, chuyển sang tab VLAN, nhấn dấu cộng để tạo. Name, nhập VLAN name vào, mình sẽ đặt luôn là VLAN 10. VLAN ID, nhập ID là 10. Interface, chọn BridgeLAN. Tương tự, nhấn copy để tạo VLAN 20. VLAN name sẽ là VLAN 20. VLAN ID là 20. Như vậy là chúng ta đã có hai interface VLAN được gắn vào BridgeLAN. Cấu hình này tương tự với sub interface trên router Cisco hoặc Fortinet. Sau khi có VLAN interface thì chúng ta sẽ cấu hình IP cho hai interface VLAN này. Các bạn vào menu IP, address, nhấn dấu cộng để tạo. Address nhập IP gateway cho VLAN 10. Trong mô hình của mình là 192.168.10.1/24. Interface chọn VLAN 10. Tương tự cho VLAN 20. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong VLAN và gán các cổng vào VLAN. Nếu có nhiều cổng hoặc VLAN hơn thì các bạn cũng chỉ cần tạo thêm VLAN và tag hoặc untag thêm các cổng thôi. Cấu hình thì vẫn tương tự. Để mạng LAN có thể hoạt động được và ra được Internet thì các bạn sẽ cần phải cấu hình thêm các tính năng như là DNS, DHCP, Root và NAT. Phần này thì không có gì đặc biệt, mình sẽ cấu hình nhanh. Đầu tiên, chúng ta sẽ cấu hình DNS cho các truy vấn nội bộ của router nếu có. Các bạn vào menu IP, DNS. Mình sẽ cấu hình DNS của Google. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo DHCP server để cấp IP cho client thuộc hai mạng LAN. Các bạn vào menu IP, DHCP server. Nhấn DHCP Setup, Interface chọn VLAN 10. DHCP Space sẽ tự động lấy theo IP thuộc Interface VLAN 10 nên các bạn nhấn Next luôn. Gateway cũng vậy. Address Give Out là giải sẽ cấp cho client. Các bạn muốn cấp những IP nào thì cấu hình, mặc định sẽ là từ 2 đến 254. DNS, nhập DNS sẽ sử dụng cho client. Mặc định thì sẽ lấy theo DNS mà các bạn đã cấu hình trên MicroTik. List time cấu hình theo quy hoạch. Tương tự tạo một pool cho VLAN 20. Tiếp theo, tạo một default root, các bạn vào menu IP, root. Đường WAN của mình nhận IP qua DHCP nên nó sẽ có default root kèm theo. Các đường PPPoE mặc định cũng sẽ có default root này nên các bạn sẽ không cần cấu hình. Với các đường WAN khác hoặc chưa có root nào với đích là 0.0.0.0/0 thì các bạn sẽ cần tạo thêm. Cuối cùng, chúng ta cần tạo một NAT root. Các bạn vào menu IP, Firewall, chuyển sang tab NAT, nhấn dấu cộng để tạo. Trên là source NAT. Out interface chọn cổng WAN, trong mô hình của mình là cổng 1. Chuyển sang tab Action, chọn Action là Masquerade. Như vậy là chúng ta đã cấu hình toàn bộ các tính năng cơ bản để hai VLAN ở bên dưới có thể hoạt động và ra được Internet. Trong bài lắp này thì mình sử dụng hai switch Cisco. Mình sẽ chỉ cấu hình switch 3 và access cổng 1 vào VLAN 10 để test thôi. Vì cấu hình các switch này chỉ có cổng access và trunking nên không có gì đặc biệt.
Trong mô hình này thì mình sẽ test thử VPC 6 cho trường hợp cổng trên Mikrotik là cổng trunking và VPC 8 cho trường hợp cổng trên Mikrotik là cổng access thôi, còn các VPC khác thì giống nhau, không có gì đặc biệt. Mình sẽ cấu hình hai VPC này nhận IP DHCP. Cả hai PC đã nhận được IP đúng VLAN. Và cũng ping ra được Internet. Như vậy là chúng ta đã cấu hình thành công. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình chia VLAN trên router Mikrotik. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.